nhiều cá rồi, quả này được mấy tấn cá rồi. Ui. Ui ôi nhỏ thế. Cả cua cả cá. Đây là đồng.
mực. Có thể thấy những ngư dân họ đang kéo lưới và du khách đang đứng xung quanh xem và quay phim rất là đông. Anh chỉ quay
chưa thấy con cá nào. Hello các em. Hai ba nào, kéo mạnh lên. Xem có con cá nào không. Mạnh rất mạnh. Rất chi là vất vả đấy. Cuộc sống của ngư dân. Kìa. Rất là vất vả. Lưới dài mấy cây số về. Anh em tập trung vào kéo đồ giúp ngư dân đánh cá. Kiểu gì cũng được con cá to à. Cố lên. Kiểu riêng ra cá 5-6 cân đấy, chục cân. Rất là nặng. Rất chìa vất vả. Không biết được con cá nào không nhưng mà tôi thấy là vất vả đấy. Sống ngư dân. Ngang kéo pháo này. Nhìn bay mất đồng. Kia một con, hai con rồi. Đã có thành quả. Mỗi mẻ đánh này bắt được nhiều không hả bác? Đã. Mỗi bữa là được khoảng độ mấy cân nhỉ? Bao nhiêu cân? Mấy cân á? Có hôm được hàng cân thì em rồi. Vâng. Mấy cân thì có mà chết cả. Trong kéo sức rừng để em chỉ thấy được vài con này. Tí là ngoài kia rồi à? Kia lại con nữa đây kìa. Nhưng mà cá còn bé tí này nè, hay cá to này. Cá rồi, bên đó.
Thế thường thường mỗi hôm cá nó to nhất được bao nhiêu cân? Chị cá nó bé kìa hả? Đeo một cái gì đeo cái đằng sau lưng như cái guồng bò ấy nhỉ bác nhỉ, như cái cày, có cày. Vâng, nhưng mà con cá nào to nhất là khoảng bao nhiêu cân nhỉ bác nhỉ? Chục cân không? Chục cân không được. Đây con cá nữa đi. Cá mõm dài nhỉ? Sóng bánh rất mạnh. Đúng rồi. 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 Đúng